muốn nói cái gì, muốn phát ngôn gì thì cứ tìm hiểu trước đi, ăn gắng nói, đừng có phá cái cố gắng điều hành đất nước của các lãnh đạo nhà mình. Ok. Không cần đa lễ. Spirit bình thần, thôi khỏi nói lòng vòng nhé. Thì theo như cái title của video này thì Ly sẽ nói thẳng vào vấn đề là cái việc đu idol Trung Quốc tại Việt Nam. Cơ bản mà nói thì trước khi làm cái video này thì Ly cũng suy nghĩ nhiều, tại vì cái này nó hiểu, các cậu hiểu, nó nhạy cảm mà, nó không thể đơn giản như kiểu làm vlog đi du lịch được. Thế nhưng mà cuộc đời tôi nó là cái mớ tùy tiện rồi, cân nhắc chán chê chăng nữa nhưng mà thấy hứng lên một cái thì đáp thôi. Đầu tiên phải nói rõ luôn nhé, đấy là nếu mà động đến vấn đề liên quan đến vấn đề của chủ quyền hay là lợi ích quốc gia ấy, thì dù chúng ta xin bất cứ idol ở quốc tịch nào thì cũng phải đặt lợi ích của tổ quốc của chính chúng ta lên hàng đầu no matter what. Nhẹ. Bây giờ câu hỏi đầu tiên đặt ra nhé, đấy là khi mà idol của chúng ta có phát ngôn hay là tham gia bất cứ một cái ấn phẩm nào đấy là có chi tiết gây tranh cãi về chủ quyền hay là kiểu xúc phạm đến tự do dân tộc của chúng ta, thì chúng ta có phải thoát fan, tẩy chay idol luôn không? Câu trả lời là tùy. Với những ai có thể kiểu cảm thấy lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước của mình bị xúc phạm xong rồi đùng cả có thể ít le tẩy chay idol luôn được thì tốt. Tốt ở đây có nghĩa là đỡ phải cắn rứt lương tâm xem là có nên đặt tổ quốc với cả idol lên bàn cân không. Thì đấy, bên cạnh đấy cũng có những người thì Ly cũng nói trong bao nhiêu video rồi đấy, thì bây giờ lần này cũng thế. Thì đối với Ly mà nói, cảm xúc nó là một cái thứ khó ngăn chặn, nó cực kỳ bộc phát ấy, thì chúng ta có thể kìm nén cái cảm xúc của mình bằng hành vi nhưng mà rất khó có thể kìm nén từ tận trong lòng, hiểu không? Có những cái người kiểu người ta đã thích một ai đấy thích lắm rồi ấy, bây giờ tự dưng bảo người ta bỏ thích đi thì chưa chắc người ta đã bỏ ngay được đâu. Khó. Còn một cái khó nữa này, nếu mà với những cái người đấy mà còn không trang bị đủ cho mình những cái kiến thức về lịch sử đất nước hay một cái đơn giản thôi là tự tôn dân tộc ấy, thì họ rất hay có những cái phát ngôn bảo vệ idol theo một cái sita rất là ngu xuẩn. Mình lấy một cái ví dụ này, đấy là từ hồi đầu năm nay, các cậu có thể biết là tôi cũng đu Trump 2021 ấy, thì trong đấy có một thực tập sinh, bây giờ cậu ấy là center của nhóm Into One rồi, cậu ấy Lưu Vũ ấy, thì đợt đấy thì có một cái trong chương trình, nó có một cái gọi là kiểu phúc lợi cho thì thực tập sinh là quay vlog để được tăng screen time ấy. Thì trong một cái vlog, Lưu Vũ có dùng một cái bản đồ để làm đạo cụ quay vlog. Thì đương nhiên trong đấy, trong cái bản đồ đấy nó có cái đường lưỡi bò. Có một điều hiển nhiên là dân mình thấy như thế thì sẽ chửi cậu ấy. Hiển nhiên. Thế một câu hỏi khác đặt ra là Lưu Vũ làm như thế bị dân mình chửi thì có công bằng với cậu ấy không? Câu trả lời lại vẫn là tùy. Cái này thì chúng ta nên biết cách nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ. Đứng ở góc độ là con dân Việt Nam trước đi. Trước một con người dù vô tình hay cố ý có hành vi công khai xâm phạm chủ quyền của miền biển Việt Nam ấy, thì cái việc dân mình chửi Lưu Vũ là đúng. Nhưng nếu mà đứng ở góc độ là một công dân Trung Quốc ý, thì Lưu Vũ làm như thế là đúng với đất nước của cậu ấy. Biết sao được, người ta được dạy như thế mà. Với lại cậu Lưu Vũ này thì cậu hoàn toàn không có ý đả động trực tiếp gì đến chính trị hay là chủ quyền nhá. Cậu ấy chỉ đơn giản sử dụng một cái bản đồ được lưu hành phổ biến ở đại lục để làm đạo cụ quay video thôi, quay vlog thôi ý. Nước nó dùng cái gì thì nó dùng cái đó rồi, biết làm nào. Bây giờ nhá, nếu chỉ cần idol Trung Quốc chỉ có một cái động thái nhỏ thôi, đấy là giơ những cái bản đồ đang lưu hành ở nước họ lên các nền tảng mạng xã hội mà mình có thể thoát fan được ý, thì tin tôi đi, dân Việt Nam không sớm thì một sẽ chẳng còn ai là fan của sao Trung Quốc hết. Nếu thấy idol của mình có vẻ dĩ hòa vi quý thì chẳng qua là do bạn chưa thấy idol của mình làm như thế trước mặt mình thôi. Nhưng sự thật nó đâu có đơn giản như thế, đúng không? Như đã nói rồi đấy, là có một số người đã thích vào ai đấy rồi thì bây giờ không phải bảo người ta bỏ thích đi là người ta bỏ được luôn. Vậy thì trong những cái trường hợp mà idol Hoa ngữ có những cái động thái gây xâm phạm chủ quyền của quê hương ta ấy, thì những cái fan của những cái idol đấy nên làm gì? Câu trả lời là im lặng, trật tự, câm nín hoàn toàn, đừng có bênh idol trên bất cứ một mặt trận hay là khía cạnh nào hết, cứ lặng lặng mà đu thôi. Và đối với những cái sản phẩm ấn phẩm mà có thông tin sai lệch về nước ta ấy, thì đấy mới chính là những cái thứ chúng ta cần trực tiếp tẩy chay. Mà nói qua một chút về cái chuyện chủ quyền đi, cái này thì siêu nhạy cảm. Các bạn nên hiểu mối quan hệ của các quốc gia trên thế giới thời nào cũng thế thôi, luôn luôn rất phức tạp. Cái quan mà nói tức là theo kiểu góc nhìn quốc tế ấy, thì sẽ rất khó để nói ai đúng ai sai trong vấn đề chủ quyền. Thế nhưng mà trong phạm vi một đất nước, ở đây cụ thể là nước ta đi, thì chúng ta nên có một cái tư tưởng là bất cứ cái gì chúng ta được dạy về chính chúng ta, về chính đất nước của chúng ta, những cái đấy đều đúng. Đối với Ly mà nói thì ta xây dựng cái tư tưởng như thế để tạo dựng sự tin tưởng và sự tự tôn dân tộc là quan trọng nhất. Hơi khó hiểu rồi đúng không? Đấy, đã bảo nói trước rồi mà, nó phức tạp. Nhưng bây giờ đi được vấn đề chính này. Này, chắc là các bạn cũng ít nhiều nghe đến cái khái niệm một Trung Quốc rồi đúng không? Ly phát hiện ra là có rất nhiều người chưa hiểu đủ khái niệm, tức là chưa có cái nhìn đa chiều về cái khái niệm một Trung Quốc này, kiểu nó rất là phức tạp nhé. Theo các bạn hiểu một Trung Quốc nó là cái gì? Đó là đại lục với cả những cái đặc khu kiểu tự trị với cả đường lưỡi bò, đúng không? Ok, đầu tiên nói lên cái nguồn gốc của cái đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn đi, thì cái này nó ngắn gọn nhé, nó là từ Đài Loan mà ra đấy. Thực ra nó do từ nhà nước cũ của Đài Loan, but still đấy. Thực ra thì cái này có thể search Google kiểu thông tin trên mạng đầy mà. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì Việt Nam là một nước cộng sản có thể được dùng internet hòa nhập với quốc tế. Đấy, tác giả của đường lưỡi bò là Đài Loan. Thế nhưng mà Đài Loan rất phản đối chính sách một Trung Quốc. Tại vì bao lâu nay rồi, từ rất lâu rồi ấy, Đài Loan đã muốn tách ra khỏi đại lục và muốn được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập rồi ấy. Còn về phía Việt Nam, đây tôi nói cái này với những ai chưa biết thì đừng có sốc nhé, nhưng mà nói rồi đấy, thông tin trên mạng nó có đầy, search một cái là ra. Về phía Việt Nam này thì khốc nhé, thực ra cũng không nguyên văn lắm nhưng mà đại loại là như thế này: Việt Nam luôn tôn trọng
ủng hộ chính sách một Trung Quốc có nhiều thể chế chính trị. Thì một Trung Quốc ở đây đối với Việt Nam là bao gồm Trung Quốc đại lục này với cả năm cái khu tự trị. Tuy nhiên, cái một Trung Quốc mà Việt Nam ủng hộ này không bao gồm đường lưỡi bò. Việt Nam luôn luôn phản đối đường lưỡi bò hay là đường chín đoạn. Còn về phía Trung Quốc thì là kiểu tất cả đều là... Tại sao lại tồn tại cái sự phức tạp này? Giờ thì mình phải nhìn lại một thực tế. Đấy là Trung Quốc nó là một cường quốc, một quốc gia nó rất là mạnh, rất là phát triển, văn minh, hiện đại. May mắn tôi được đi rồi, tôi nhìn chứng kiến tận mắt rồi, tôi phải công nhận, không thể dối lòng được. Thực sự là như thế. Mối quan hệ giữa các quốc gia thì luôn luôn bị ràng buộc với nhau bởi rất là nhiều lĩnh vực ấy. Mà thôi, cụ thể đối với Việt Nam và Trung Quốc ấy, nó trực tiếp nhất là ở kinh tế giao thương, đúng không? Thế nên việc các bác chủ trương chính sách ủng hộ một Trung Quốc nó là có lý do cả đấy. Và nhắc lại nhé, chủ trương ủng hộ một Trung Quốc này không bao gồm công nhận đường lưỡi bò, mà chưa kể là cái việc vấn đề độc lập của Đài Loan chưa bao giờ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam ấy. Cho nên là nếu bây giờ mà Việt Nam đắc tội với Trung Quốc thì là mê đấy. Mà ra không chỉ Việt Nam đâu, quốc tế, thế giới, nước nào trên thế giới trả theo kiểu dĩ hòa vi quý đâu. Thế rồi sẽ có một cái thái độ ỡ mở khi mà nói về vấn đề chủ quyền, tức là theo cái kiểu sẽ luôn nói là cái kiểu là tôn trọng nhé, chứ không bao giờ nói là tôi ủng hộ, tôi công nhận, tôi công khai công nhận khẳng định cái chủ quyền của anh A là như thế này, của anh B là như thế kia. Không, thực ra thì cũng có những cái khu vực trên thế giới công nhận độc lập của Đài Loan, thế nhưng mà chính cái khu vực như thế thì cũng không được quốc tế thừa nhận, công nhận là quốc gia độc lập được. Đấy, vậy cho nên là các con rời, nếu mà thấy bất cứ ở đâu ấy, thôi nói chung là trên thời sự TV chẳng hạn, thấy người ta ghi là Hồng Kông mở ngoặc Trung Quốc hay là Đài Loan mở ngoặc Trung Quốc thì đừng có vội dãy đành đạch lên đòi làm thiên sứ hòa bình, đòi độc lập hộ người ta. Muốn nói cái gì, muốn phát ngôn gì thì cứ tìm hiểu trước đi, áp gắng nói. Đừng có phá cái cố gắng điều hành đất nước của các lãnh đạo nhà mình. Ok, bày cái này đi, là có những cái lúc có những cái thương hiệu nổi tiếng thế giới trong những chiến dịch truyền thông ấy, dù vô tình hay cố ý có những cái động thái tạo ra những cái vấn đề gây tranh cãi về chủ quyền hay là tự tôn dân tộc ấy, thì đừng có mà mạnh mồm thách thức brand nên chọn thị trường Việt Nam hay là chọn thị trường Trung Quốc. Đừng nhá, đừng thách. Nếu mà thách theo kiểu là phải chọn giữa thị trường Đông Nam Á với thị trường Trung Quốc, nghe nó còn có lý, là vì nghe nó còn kiểu competitive ấy. Chứ còn chúng ta nên hiểu rằng cái vấn đề Biển Đông nó không chỉ là vấn đề giữa nước ta và Trung Quốc. Chứ giờ brand mà nó chọn thật, mà nó phải chọn thật ấy, là mình thiệt. Thật đấy, câu trả lời vẫn luôn là tìm hiểu kỹ thông tin rồi hãng phát ngôn nhé. Rồi quay lại vấn đề văn hóa nghệ thuật và giải trí. Có một cái nữa mà tôi không thể dối lòng phải khen, đấy là cái công tác tuyên truyền tuyên giáo yêu nước ở trong phạm vi đất nước của Trung Quốc ấy rất là tốt. Nó có đủ mọi hình thái và cách tiếp cận. Phim chính kịch có, video hài có, hoạt hình ngắn chạy tàu điện ngầm có. Nói chung có thể rất là gần gũi, đi vào lòng người. Cho nên là công dân ở Trung Quốc được giáo dục về tự tôn dân tộc, về chủ quyền rất là tốt, rất đoàn kết. Ở Việt Nam có cái lợi thế là không bị hạn chế nguồn thông tin, là kiểu được sử dụng nguồn thông tin mở hẳn hoi ấy. Chỉ là chúng ta có biết cách tìm cái nguồn thông tin đấy không thôi. Chúng ta không phải là không thể làm những cái content tuyên truyền kiểu gần gũi hài hước, mà là chẳng qua chúng ta không để tâm mà làm ấy. Lý thế dân mình tự hạn chế năng lực của mình rất là nhiều ấy. Tức là bất cứ cái gì đục lên lịch sử cũng phải đòi hỏi nó nghiêm chỉnh, nghiêm túc, trong khi là những cái gì làm hài không phải cái gì làm hài cũng là tào lao nhảm nhí. Hay là muốn làm phim chính kịch ở thì cũng được đi, tận dụng nguồn nghệ sĩ trẻ đẹp Đông Phan đi đóng phim yêu nước giống như là Trung Quốc làm ấy. Tuyên giáo trong nước tốt thì ta sợ gì những cái ẩn phẩm ngoại quốc gây ảnh hưởng đến lòng yêu nước và tự tôn dân tộc của đồng bào ta. Có một cái này đi nói có thể coi như là nói vu vơ đi, mà coi như là gợi ý thì cũng được đi. Đấy là nếu mà các bác mỗi năm chịu khó bỏ ra tí budget để thuê agency làm campaign yêu nước quanh năm suốt tháng ấy, thì có phải ai cũng vui vẻ không? Nhà nước tuyên truyền, dân lao động được tiền, ôi vui quá, hạnh phúc quá. Tóm lại, nếu bạn là fan đu sao Trung Quốc thì hãy luôn chuẩn bị tinh thần là đến một ngày nào đấy, không sớm thì muộn ấy, sẽ phải đối mặt với những cái phát ngôn hay là những cái ấn phẩm mà idol mình tham gia mà có đụng chạm đến chính tổ quốc của mình. Nếu bạn một phát không nề hà gì chọn ngay tổ quốc của chúng ta thì thôi, câu chuyện nó rất là đơn giản. Nhưng nếu bạn thích idol lắm, không thể bỏ là bỏ được, và bạn cũng không thể phản bội tổ quốc, vậy thì tốt nhất là im lặng, đừng có bên idol trên bất cứ một mặt trận nào cả. Trật tự lẳng lặng mà đu vậy. Tuy nhiên tuyệt đối đừng đu trực tiếp vào những cái ấn phẩm đụng chạm đến chủ quyền nước mình nhé. Khuyên to khuyên bự thế thôi, thì thật ra mà nói thì tôi không phải là người có thể thần tượng bất cứ ai cả. Thích kiểu hời hợt qua loa một vạ, cho nên là cũng thấy may mắn vì chưa bao giờ phải đứng vào cái tình cảnh phải chọn giữa idol hay tổ quốc. Nì dễ lắm. Việt Nam vô địch. Nhớ xem vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc vào ngày 17 tháng 10 nhé. Bạn chiều.